Kính thưa hội đồng, buổi chiều hôm nay chúng ta hân hạnh được có mục sư Nguyễn Hữu Mạc là hội trưởng Hội Thánh Tin Lành miền Bắc đã đến đây tham dự hội đồng theo lời mời của Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Cảm ơn Chúa, đầy tớ của Chúa đã được đắc cử làm hội trưởng của Hội Thánh Tin Lành miền Bắc vào tháng 2 năm 2009. Và trong tháng 2 qua, tôi có dịp đến Hà Nội để thăm viếng cùng giảng dạy với mục sư Hồ Thế Nhân và nhà tôi. Thì tôi thấy Đức Chúa Trời đã trọng dụng đầy tớ của Ngài một cách thật là đặc biệt. Những người cộng sự của ông đã bày tỏ từ khi mà đầy tớ của Chúa nhậm chức thì có một sự thay đổi, một luồng gió mới, một sức sống cho hội thánh của Đức Chúa Trời, một sự hợp tác. Tôi thật là vui vì đầy tớ của Chúa dù rất bận rộn nhưng mà cũng sẵn sàng đến đây để chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Cho nên xin chúng ta cho một tràng pháo tay để hoan nghênh đầy tớ của Chúa đến với hội đồng chúng ta. Thưa mục sư, buổi chiều hôm nay tôi cầu xin Chúa sẽ sử dụng mục sư một cách tự do trong ơn dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Dạ. Cảm ơn thưa giáo. Kính thưa mục sư giáo hạt trưởng, kính thưa quý vị đại biểu, quý quan khách về dự hội đồng. Trước hết tôi xin dâng lời tạ ơn Chúa. Cảm ơn ban tổ chức của hội đồng, ban chấp hành của giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ đã cho phép tôi được tới tham dự trong kỳ hội đồng lần này và cho phép tôi đứng trên đây để được chia sẻ với hội đồng đôi lời. Đây là một sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Tôi thực sự không có xứng đáng để mà có được cái vinh dự này. Nhưng trong ơn lành, sự thương xót của Chúa, chúng tôi rất là vui mừng và hồi hộp trong thì giờ này. Vui là vì được hầu với Chúa, với hội đồng của chúng ta, trong một cái hội đồng hết sức là đặc biệt. Trong cái kỳ lịch sử của Hội Thánh kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, mà tôi rất là run vì lần đầu tiên chúng tôi được chia sẻ lời Chúa trong một cái hội đồng lớn hải ngoại, và nhất là các tôi tớ của Chúa ngồi phía trước đây rất nhiều người là những bậc thầy của tôi. Vì vậy cho nên chiều hôm nay thì tôi không dám dùng lời giảng dạy ở tại đây. Chỉ xin phép chia sẻ lại những gì mà chúng tôi đã học hỏi được nơi Chúa và thuật lại những công việc mà Chúa đã làm tại miền Bắc Việt Nam. Ước ao hội đồng chúng ta đồng thanh dâng lời tạ ơn Chúa và thêm lời cầu nguyện đặc biệt cho. Và trước khi chúng ta cùng học lời của Chúa chung với nhau, thì chúng tôi xin kính mời hội đồng dành ra ít phút để chúng ta xem một vài cái hình ảnh của Hội Thánh ở tại miền Bắc. Và chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa, Hội Thánh miền Bắc còn được tồn tại và phát triển như ngày hôm nay, đó là hoàn toàn bởi ân điển và sự thương xót của Chúa. Trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm, biết bao nhiêu những sóng gió, nhưng Chúa đã dùng các tôi tớ của Ngài, các giáo sĩ, các bậc tiền nhân, và những người đã sẵn sàng hy sinh, chịu biết bao nhiêu những sự cam go để mà giữ gìn bầy chiên của Chúa ngày hôm nay. Và như qua một số hình ảnh chúng ta biết, ngày hôm nay Chúa đã thăm viếng để rồi có rất nhiều linh hồn đồng bào của chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Kính thưa hội đồng, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa chung với nhau qua cái đề mục là chìa khóa của cuộc sống. Khi chúng tôi đáp máy bay tới đây và tới thăm văn phòng của giáo hạt thì được ông bà giáo hạt trưởng đón tiếp rất là nồng hậu. Và rồi khi đưa chúng tôi tới văn phòng, người quản lý
nhà nghỉ của giáo hạt đã dẫn chúng tôi tới để trao cho cái chìa khóa phòng để nghỉ. Và khi gặp thì chúng tôi thấy rằng cái người quản lý nhà ở trong cái khu của giáo hạt thì có một cái chùm chìa khóa rất là lớn. Nhưng mà bởi vì ông quen cho nên khi mà ông cầm cả một cái chùm chìa khóa đó thì ông chọn một cái là trao cho chúng tôi thì rất là đúng. Và khi chúng tôi mở cửa được vào trong cái khu phòng đó thì vào đó đã được sắp đặt mọi cái rất là chỉnh tề để mà đón tiếp của chúng tôi. Và những ngày mà trước hội đồng chúng tôi được sống ở tại đó thấy rất là thoải mái. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe lời của Chúa qua mục sư tiến sĩ Rick Warren. Và ông đã chia sẻ cho chúng ta biết được rằng cái trọng trách của Hội Thánh ngày hôm nay đó là phải chinh phục thế giới này cho Đức Chúa Trời. Và để môn đồ hóa muôn dân được thì mỗi người chúng ta cần phải làm chứng nhân cho Chúa. Mỗi người chúng ta phải đem thêm những người khác nữa vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Và để chúng ta có thể đem được những linh hồn hư mất, những con chiên lạc của Chúa về trong đàn chiên của Ngài, thì trước hết đời sống của mỗi con dân Chúa, mỗi cơ đốc nhân, chúng ta phải thực sự là những người được cứu. Chúng ta phải thực sự là những người ở trong Chúa thì mới đem người khác đến với Chúa được. Phải là những người đã nhận lãnh được quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Vì vậy cho nên khi mà nói tới cái chìa khóa của đời sống hay của cuộc đời, người ta thường suy nghĩ tới kiến thức. Vì có kiến thức rộng thì có nhiều cơ hội để phát triển và thành công trong cuộc sống. Rồi có những người thì suy nghĩ tới cái phương tiện đời sống. Vì có người nói rằng có tiền thì mua tiền cũng được, không có tiền thì làm cái gì cũng khó, phải không? Nhưng mà đối với cơ đốc nhân, con dân của Đức Chúa Trời, kiến thức, tiền bạc không phải là cứu cánh của cuộc đời. Đó là phương tiện để giúp chúng ta có thể sống và sống cho Đức Chúa Trời, sống hữu ích hơn cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó không phải là cái cứu cánh của cuộc đời. Mà cứu cánh cuộc đời của cơ đốc nhân là chúng ta phải xây dựng cái đời sống của chúng ta trên nền tảng đó là niềm tin nơi chính Đức Chúa Giêsu. Và để chúng ta có thể xây dựng cái đời sống của chúng ta trên nền tảng là chính Ngài. Ở đây tôi xin chia sẻ với hội đồng ba bước. Thứ nhất là nhận lấy thần linh sự sống. Và thứ hai là nhờ thánh linh của Chúa đổi mới. Và thứ ba là nhờ thánh linh của Chúa dẫn dắt. Bắt đầu một đời sống mới ở trong Chúa, chúng ta phải làm một cái đời sống được dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Một đời sống chúng ta có chính thánh linh bước vào để làm Chúa, làm chủ trong đời sống của chúng ta. Và một người chúng ta trở nên một người truyền giáo hay đem ơn của Chúa ra cho những người khác, trở nên một chứng nhân cho Đức Chúa Trời, thì trước hết chúng ta phải là những người nhận lấy quyền phép của Chúa Thánh Linh. Trước khi trở về trời, Chúa Giêsu Ngài phán với các môn đồ của Ngài rằng các ngươi phải đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và trong công vụ chương 1 câu 8, Chúa truyền rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Chúa Giêsu Ngài đã ban cho Hội Thánh của Ngài, ban cho các môn đồ của Chúa một cái đài mang lệnh, đó là phải đi ra để rao truyền tin lành của Chúa cho tất cả mọi người trên thế gian này. Nhưng mà Ngài không sai họ, mà Ngài không ban cho họ, không trang bị cho họ. Chúa
phán với môn đồ rằng các ngươi phải đợi để cho khi đến khi các ngươi nhận lấy quyền phép từ trên cao. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mời, đang còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba cha. Trong thời của thánh đồ Phao-lô, từ A-ba cha là một tiếng gọi thân thương của một em nhỏ đối với cha của mình. Và khi chúng ta đã có Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, thì chúng ta được phép đến gần Chúa. Chúng ta gọi Đức Chúa Trời đấng toàn năng là cha của chúng ta, là cha yêu thương, là cha thương xót đời sống của chúng ta. Khi nghe về Chúa Thánh Linh, hay là một đời sống phải được đầy dẫy Thánh Linh, thì đặc biệt là các bạn trẻ, thanh thiếu niên thì thường hỏi rằng làm cách nào để chúng ta có thể nhận được quyền phép của Chúa Thánh Linh, hay là làm thế nào để đời sống của chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi còn học trường Kinh Thánh thì lần đầu tiên chúng tôi được đứng lên để chia sẻ lời của Chúa. Và chúng tôi thấy rằng là rất là run sợ. Và khi đứng thì hai đầu gối nó run chập vào nhau chừng ngã. Và sau đó thì tôi gặp giáo sư của chúng tôi nói rằng: thưa giáo sư, xin giáo sư cho chúng tôi học, nhưng mà có thể để cho chúng tôi làm cái công việc gì phục vụ ở trong hội thánh thôi, chứ đứng lên giảng lời Chúa thì tôi rất là sợ, không dám giảng. Và rồi ông khuyên rằng cái sự hầu việc Chúa không phải là chúng ta phải giảng để rồi chúng ta mới trở thành một mục sư. Chúng ta không phải là bắt chước một tôi tớ của Chúa nào đó để rồi chúng ta trở thành một tôi tớ của Chúa. Nhưng Chúa muốn sử dụng chính cái đời sống của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng dâng trọn cái đời sống của chúng ta cho Ngài kiểm soát, Ngài sử dụng, và đời sống của chúng ta trở lên công cụ ở trong tay của Đức Chúa Trời. Và Ngài có thể sử dụng mỗi chúng ta ở mỗi cách, mỗi phương diện khác nhau. Để một đời sống chúng ta có thể nhận được quyền phép Chúa Thánh Linh, không phải là chúng ta phải cậy vào cái sự khôn ngoan của con người, không phải chúng ta phải bằng cái sự cố gắng để rồi chúng ta có được những cái bằng cấp thật là cao để rồi chúng ta có được Đức Thánh Linh. Nhưng Chúa đòi hỏi đời sống chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận thấy được cái sự thất bại của chúng ta, cái con người tội lỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta nhờ Ngài giúp đỡ và Ngài sẽ bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Người ta thường nói rằng nước thường chảy xuống chỗ trũng. Đời sống để chúng ta nhận được năng quyền từ nơi Chúa, chúng ta phải có một cái đời sống biết hạ mình, biết khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời và kêu cầu với Ngài, để rồi Ngài sẽ bày tỏ sự thương xót của Ngài đối với chúng ta cũng như đối với này nhân loại này. Và Ngài biến đổi mỗi cuộc đời của chúng ta trở lên chứng nhân cho Ngài. Làm thế nào để chúng ta nhận biết đời sống của chúng ta có Chúa Thánh Linh? Trong Galati chương 5 câu 22 chép rằng: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Một người bước đi theo Chúa, một người hầu việc Đức Chúa Trời, không phải chúng ta cố gắng để rồi chúng ta có được những cái trái của Thánh Linh. Không phải chúng ta cố gắng để rồi chúng ta sống làm sao đó để rồi nó có những cái phẩm vị của Chúa Thánh Linh này. Nhưng khi một đời sống chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa, để Chúa dẫn dắt, để Chúa kiểm soát đời sống của chúng ta, thì bông trái của Thánh Linh tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Tự nhiên chúng ta thấy những linh hồn, những con người xa cách Chúa, chúng ta cảm nhận được cái sự thương xót đến những linh hồn đó, yêu thương họ.
Khi có Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta rồi, thì chúng ta thấy rằng sống một đời sống khiêm nhường, bước đi trong cái sự vui mừng và cái sự bình an thực sự. Cái sự bình an Chúa ban cho chúng ta không giống như sự bình an của thế gian. Thế gian này họ mất nhiều công lao tiền bạc để chỉ tìm lấy sự bình an mà không có sự bình an thật. Chỉ có ở trong Chúa chúng ta mới tìm thấy được sự bình an thật. Của cái sự giàu có, những địa vị, những phương tiện trong cuộc sống này không bảo đảm cho chúng ta có được một đời sống bình an thật sự. Nhưng ở trong Chúa, chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Và nếu không có Chúa, tất cả những gì chúng ta có sẽ trở nên vô nghĩa ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta xem phần thứ hai là nhờ Thánh Linh của Chúa đổi mới cuộc đời. Vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Chúng biết rằng cái đời sống của mỗi một người sinh ra trên trần gian này đều mang cái bản thể của Adam truyền lại, một con người tội lỗi, một con người sống trong cái sự thất bại của tội lỗi, và cái bản ngã luôn làm chủ trong cái đời sống của mình. Và khi chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta mời Chúa bước vào trong đời sống của chúng ta, thì chính Thánh Linh là đấng duy nhất để giúp đỡ cho chúng ta có một cái đời sống mới. Và để chúng ta có được một cái đời sống mới thì trước hết Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ để giúp cho chúng ta có thể tiêu diệt hay làm cho chết đi cái bản ngã cũ của chúng ta, con người cũ của chúng ta. Cái bản ngã hay cái con người tánh xác thịt là một kẻ thù lớn nhất trong đời sống của cơ đốc nhân. Có những người chiến thắng được thế gian này, chiến thắng được ma quỷ, chiến thắng được cái sự cám dỗ của ma quỷ, nhưng mà không chiến thắng được bản ngã của mình. Không biết bao nhiêu những con người đã để cho cái tôi làm chủ trong cuộc đời của mình rồi gặt hái lấy sự thất bại. Chúng ta đang nghe có những tôi tớ Chúa giảng rằng nếu chúng ta để cái tôi làm chủ, chúng ta để cái tôi làm trung tâm trong cái đời sống của chúng ta, mà cái tôi đó chúng ta thêm cái dấu nào vào thì nó cũng là một cái sự nguy hiểm cho cái đời sống của chúng ta, phải không? Và khi chúng ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh làm cho chết đi cái bản ngã của chúng ta, để rồi chính Chúa Thánh Linh sẽ bước vào làm Chúa, làm chủ trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là Ngài sẽ chi phối trong mọi cái nếp sống hàng ngày của chúng ta, và Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Hầu vì Chúa ở tại Việt Nam, Chúa cho tôi được có dịp được gần gũi với các anh em người sắc tộc là người Hầm Mông. Và trong cái PowerPoint của chúng tôi thì có cái hình của những anh em người sắc tộc. Và khi họ đã đến với Chúa thì họ đã nhận được quyền năng Thánh Linh của Ngài đổi mới. Chúng tôi biết rằng cái người dân tộc Hờ Mông sống ở Việt Nam rất là đông, có khoảng gần 2 triệu người. Và họ ngày xưa gọi là người mèo, vì họ sống ở trên núi rất là cao. Và từ xa xưa họ sống trọn ở trên núi cao, vào trong rừng rất là sâu, và sống theo cách du canh du cư. Cho nên rất ít người được học hành, và đời sống thì rất là nghèo khổ như chúng ta đã thấy. Nhưng mà khi họ trở lại tin nhận Chúa rồi thì Chúa thay đổi, đổi mới cuộc đời của họ một cách rất là lạ lùng. Từ những con người không hề đi học, không biết một chữ nào cả, nhưng sau khi họ tin Chúa một thời gian rồi thì Chúa thay đổi và họ đọc được Kinh Thánh.
Thế một điều rất là lạ lùng khi chúng tôi tới thăm những hội thánh sắc tộc ấy, thấy rất là lạ lùng. Họ làm chứng lại rằng là ngày xưa đó họ chưa không có cái cơ hội được đi học. Họ không biết Chúa. Nhưng mà sau khi tin Chúa, họ đi thờ phượng Chúa, rồi họ đọc theo với anh em một thời gian, đọc Kinh Thánh thôi, và sau đó thì họ đọc Kinh Thánh rất là tốt. Và ngày hôm nay vì thiếu tôi tớ của Chúa, thiếu những nhân sự, cho nên có những anh em họ chưa đi học lớp nào cả, mà bây giờ họ vẫn đang phải làm mục trưởng nhiệm cho một cái điểm nhóm. Cái điểm nhóm ở Việt Nam thì gọi theo cách chính quyền gọi là điểm nhóm, bởi vì họ chưa có công nhận là hội thánh. Nhưng mà có những điểm nhóm thì có tới 500 tín đồ. Mà có những anh em chưa đi học hoặc là học lớp 1, lớp 2 mà họ phải đứng lên để mà lãnh đạo một cái hội thánh 300-400 người như vậy. Điều Chúa cho một cách rất là lạ lùng. Rồi họ cũng tiếp xúc, khi mà họ về Hà Nội họ học thì họ cũng tiếp xúc được với này cái công nghệ thông tin đó. À, có một lần kia thì có một anh em mua được một cái điện thoại cầm tay. Và rồi em đó điện cho tôi. Và tôi cầm máy lên tôi nghe alo ai. Thì nó nói rằng là tao đây. Tại người dân tộc thì họ thường là xưng là mày tao thôi. Và khi tôi nghe tôi alo thì ở đầu kia nói rằng là tao đây. Tôi hỏi tao là ai. Và nói là tao là Vàng Hờ Bông đây. À, thế rồi tôi nhận biết rằng đó là một anh em nhân sự. Hỏi và em điện về có việc gì đấy? Không có việc gì cả. Và không có việc gì thì sao điện cho mục sư? Em nói rằng là đây là điện số điện của tao nhá. Nếu cần gì thì gọi vào số này. Chúng tôi cảm thông với là những anh em họ rất là đơn sơ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi họ đến với Chúa thì họ có một tấm lòng rất là thành thật. Trong cái thời điểm năm 89-90 đó thì thông qua đài Nguồn Sống có rất nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Và cũng trong thời điểm đó thì họ gặp muôn vàn cái sự khó khăn. Chúng tôi không thể nào tiếp xúc được với anh em đó. Rồi họ đối diện với biết bao nhiêu những sự khó khăn, thách thức trong đức tin. Có những lúc họ phải chọn một là Chúa, mà hai là phải bị tước đi tất cả những gì mà họ có, thậm chí cả đến nhà họ ở nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa rất nhiều anh em họ đã chọn Chúa. Và rồi cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay thì Chúa đã thay đổi, biến đổi từ những con người rất là đơn sơ, nghèo nàn, và trở nên những con người được đầy ơn của Chúa. Và khi chúng tôi tới để mà làm việc với chính quyền ở địa phương thì có một vị chính quyền cấp tỉnh đã nói lại với chúng tôi rằng bây giờ chúng tôi đã thấy được cái mặt tích cực của Tin Lành. Họ nói rằng những anh em Tin Lành ở trong cái cộng đồng này đó, thứ nhất là họ rất là đoàn kết với nhau. Cái người Hồng Mông ngày xưa thì họ sống gia đình nào biết gia đình đó thôi, họ không quan tâm đến nhau. Nhưng bây giờ đó họ theo Tin Lành rồi đó thì một gia đình có việc gì lớn thì cả cái hội thánh họ xuống lại họ giúp đỡ cho. Cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Và rồi người đó cũng chia sẻ rằng có một lễ Giáng sinh thì nhận lời mời chúng tôi tới để liên hoan với bà con. Mà có tới 500 người liên hoan chung vui với nhau trong một cái bữa ăn đó mà không còn một người nào uống rượu nữa. Họ nói là đó là một cái điều mà không thể xảy ra đối với người Hờ Mông được. Bởi vì người Hờ Mông đó thì cái lao động chính trong gia đình đó là người phụ nữ. Và hai cái bổn phận chính của người nam đó là uống rượu vào trong nhà thôi. Rồi có một lần thì chúng tôi tới, được mời tới để mà chia sẻ lời Chúa cho cái ban phụ nữ của một cái hội thánh ở đấy. Thì có một người đứng làm chứng rằng là phụ nữ người Mông bây giờ sướng lắm rồi, vì là khi tin Chúa thì chồng biết làm việc rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa có thể biến đổi từ những cái con người, từ những cuộc đời rất là đơn sơ. Mà ở tại đó thì người ta nói rằng cái dân tộc Hồng Mông có thể là một dân tộc mà ít học nhất trong các dân tộc ở tại Việt Nam.
Mà chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa đã biến đổi. Rồi họ làm chứng cho nhiều người. Và theo thống kê bây giờ, ở tại Việt Nam có khoảng trên 300.000 người Hmông đã trở lại tin nhận Chúa. Và chúng tôi không thể tưởng tượng rằng ngày hôm nay thì Chúa lại đang tiếp tục dùng những dân tộc này để đem tin lành của Chúa đến với những dân tộc xung quanh, cho người Tày, người Bà Thẻn, người Lùng, người Nô Nô. Và Đức Chúa Trời đang biến đổi những cuộc đời, những con người rất là đơn sơ, rất là ít học, và trở nên những người chứng nhân cho Chúa. Và mỗi một lần chúng tôi tới, chúng tôi tiếp xúc, chúng tôi gặp gỡ anh em, thì chúng tôi thấy rằng là chính chúng tôi là những người kinh, nhưng mà chúng tôi học anh em rất là nhiều. Có những giá mà anh em trả mà chúng tôi không trả được. Trong những cái khó khăn anh em chịu nổi mà mặc dầu chúng tôi là những người đã được học hành nhưng mà không chịu được, không trả giá được cho Chúa giống như anh em. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang biến đổi. Cách đây khoảng 6 tháng thì chúng tôi có mở ra một cái lớp học huấn luyện chứng đạo sâu rộng. Và sau khi được học cái khóa đó về thì các anh em họ về địa phương, họ rất là hăng hái đi ra để mà làm chứng cho những dân tộc xung quanh. Và họ đã đi đến một cái bản rất là xa với lại hội thánh, chưa bao giờ được nghe tin lành. Vì ban ngày họ đi làm cho nên họ tranh thủ buổi tối để làm chứng. Và có hai anh em đi trong mục toán đó, họ đi làm chứng trong hai tối. Và họ điện, họ nói rằng là đã có được 100 người tin Chúa. Chúng tôi thấy một cái rất là lạ lùng. Chúng tôi làm thế nào mà chỉ thời gian trong có hai tối thôi mà lại có được nhiều người tin Chúa như vậy. Anh em nói rằng khi mà tới một điểm đó thì khi mà họ nghe chia sẻ về tin lành, họ thích quá rồi thì họ gọi những cái gia đình xung quanh đó tập trung lại và cảm ơn Chúa. Chúa ban cho ngày hôm nay cái sự phát triển của thánh mới ở tại vùng đó không phải là một vấn đề khó nữa. Nhưng mà cái đang thách thức khó với chúng tôi làm thế nào đó để mà trang bị, đào tạo cho những người hầu việc Chúa, để rồi họ trở nên những người lãnh đạo tốt trong hội thánh của Chúa, để trang bày của Đức Chúa Trời tại những nơi mà Đức Chúa Trời đang mở ra. Cái điểm thứ ba mà chúng ta suy gẫm ở đây đó là nhờ Thánh Linh dẫn dắt. Trong Roma chương 8 câu 14 chép rằng: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Nhìn lại chặng đường 100 năm đã trôi qua, từ lúc ban đầu chỉ có một người Việt Nam là ông Nguyễn Văn Phúc đã trở lại tin nhận Chúa người đầu tiên. Và tới ngày hôm nay thì chúng ta đã được nghe hàng triệu người dân Việt Nam của chúng ta đã trở lại tin nhận Chúa. Và để ngày hôm nay có hàng triệu đồng bào, những thân hữu, những người thân của chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết rằng có biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền bạc của các tôi tớ của Chúa là các giáo sĩ hải ngoại, là những người đã nhận lấy quyền phép từ nơi Chúa, là những người đã có sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao cho, để rồi họ sẵn sàng rời bỏ các cuộc sống sung sướng ở những đất nước giàu có văn minh để đến với đất nước Việt Nam chúng ta 100 năm trước đây nghèo nàn, lạc hậu. Và chúng tôi rất là cảm động trong dịp đại lễ kỷ niệm 100 năm tin lành đến Việt Nam, là cơ hội để hội thánh của chúng ta ở trong và ngoài nước bày tỏ lòng tri ân đối với các tôi tớ của Chúa. Mặc dầu qua những thời gian rất là ngắn ngủi, sau 100 năm rồi chúng ta nói lên những điều này, một thời gian rất là muộn rồi. Những lời nói không thể nào nói hết lên được những cái điều, cái giá mà các tôi tớ của Chúa đã trải qua, cũng như các tôi tớ của Chúa là những bậc tiền nhân, là các tôi tớ của Chúa, là các mục sư, là các giáo sĩ, là những thế hệ trước của chúng ta đây. Họ đã trả giá biết bao nhiêu để chúng ta có được ngày hôm nay.
Nếu không bởi thánh linh của Chúa dẫn dắt, nếu không bởi thánh linh của Ngài gìn giữ, thì chắc chắn hội thánh của Chúa không có được như ngày hôm nay. Những người mà chúng ta không thể không nói đến, đó là trong các giáo sĩ tại Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp. Mà trong lịch sử hội thánh, tôi tớ của Chúa, mục sư giáo hạt trưởng ở đây đã cho chúng ta biết trong hai ngày qua. Rồi họ đến với Việt Nam chúng ta không phải chỉ truyền giáo bằng lời, nhưng bằng cả một cái đời sống gương mẫu, một cái đời sống tận hiến cho Chúa, để lại cho chúng ta tấm gương rất là sáng trong cái đời sống hàng ngày. Và chúng ta phải học tập những bậc tiền nhân, để rồi chúng ta nhờ cậy Chúa dẫn dắt chúng ta, để Ngài sẽ hướng dẫn biến đổi đời sống của mỗi con dân Chúa, mỗi tôi con Chúa, để chúng ta bước đi trong sự vâng phục, trong sự tin cậy Ngài. Trong khi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 20 tháng 6, và Chúa đã dạy dỗ chúng tôi rất nhiều những bài học rất là quan trọng trong đời sống cũng như là trong sự phục vụ Chúa. Lần đầu tiên mà chúng tôi họp lại ban trị sự của Tổng hội để rồi bàn về cái việc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm. Và khi bàn tới cái công việc này đó thì cái câu hỏi đầu tiên mà nêu lên đó là gì? Lấy tiền ở đâu ra để mà tổ chức? Theo cái thói thông thường thì khi mà làm một công việc gì đó thì chúng ta thường nghĩ là phải có tiền đó. Đầu tiên là tiền đâu? Và trong lúc đó thì sự thực ra hội thánh ở tại miền Bắc rất là khó khăn về tài chính. Trong những năm gần đây, chúng tôi kêu gọi hội thánh dâng hiến, các tôi tớ của Chúa dâng hiến để tập trung vào cho vấn đề huấn luyện, cho đào tạo nhân sự để phục vụ cho các cái hội thánh mới. Cho nên đây là một cái sự thách thức rất là lớn. Rồi khi mà nghĩ đến tiền đó thì thường thường này có cái sự hướng ngoại, hướng tới những cái tổ chức, những cái ân nhân, những cái hội thánh ở nước ngoài, vì nghĩ rằng ở Mỹ, ở Canada, ở Úc cũng là nhiều tiền hơn Việt Nam. Rồi khi mà chúng tôi ngồi để mà bàn tới cái công việc đó, có cái ban tài chính thì đưa lên một cái dự toán là để tổ chức được một cái chương trình như mong muốn ở tại Hà Nội thì phải hết 3 tỷ đồng. Mà trong đó thì chưa hề có một đồng nào trong cái quỹ dự trữ để mà tổ chức. Và có một anh em thì rất là có kinh nghiệm trong cái việc đi kêu gọi hiến, và anh này đã tình nguyện xin có thể có những cái bức thư và đi ra nước ngoài để kêu gọi cho cái việc tổ chức trăm năm này. Và sau khi tôi tới Chúa đó đi một vòng một số nước để mà kêu gọi gây cái quỹ cho tổ chức 100 năm. Và khi về báo cáo rằng có nhiều người hứa cầu nguyện cho, nhưng mà tiền thì chưa có đồng nào. Và một cái điều thách thức nữa, bây giờ khi mà trong cái ban tổ chức chúng tôi họp lại, bây giờ đưa ra cái vấn đề là không có tiền thì có tổ chức hay là không. Và khi nhìn lại thấy rằng tại sao hội thánh của chúng ta ngày hôm nay theo con số thống kê là hàng trăm ngàn tín đồ, mà kỷ niệm 100 năm để chúng ta bày tỏ, chúng ta cảm tạ ơn Chúa, mà chúng ta đi nhờ người khác trông mong ở bên ngoài để giúp cho thì chúng ta mới tổ chức được. Và khi đó các tôi tớ của Chúa chúng tôi ăn năn với Chúa. Chúng tôi bắt đầu từ những cái mà mình có, từ các tôi tớ của Chúa là những người đang ngồi họp đó, bây giờ phải tinh thần dâng hiến. Rồi hội thánh của Chúa ở tại miền Bắc phải là những người dâng hiến. Con dân của Chúa ở tại miền Bắc phải là những người dâng hiến. Chúng tôi chỉ ướm tính ra một cái bài toán đơn giản. Nếu như bây giờ 150.000 tín đồ, mà mỗi một người chỉ dâng cho Chúa $1 thôi, 20.000, thì đã có 3 tỷ đồng rồi. Và như vậy chúng tôi bắt đầu kêu gọi con dân Chúa và quyết tâm để mà tổ chức chương trình đó. Và cảm tạ ơn Chúa,
Sau khi tổ chức xong cái chương trình ở tại Hà Nội, Chúa mở đường một cách rất là lạ lùng, gặp rất nhiều sự khó khăn. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi thuê được cái địa điểm để mà tổ chức, lại thuê được một cái nhà thi đấu thể thao ở ngay tại trung tâm Hà Nội, tại quận Ba Đình. Nơi đây mà rất là khó có thể tin lành nói ra ở đó được. Rất nhiều quan chức của nhà nước là ở trong cái quận đó, trung tâm chính trị ở đó. Và bây giờ Chúa mở đường một cách lạ lùng, mặc dầu đến giờ chót thì chúng tôi được sự chấp thuận để mà thuê một cái trung tâm đó và đã đón tiếp gần 4.000 đại biểu về đó để mà ca ngợi Chúa trong suốt một cái ngày 20 đó. Và trong đêm ngày 20 thì Chúa cũng đại dụng tôi tới của Chúa là mục sư Thomas Tappen là để giảng ở tại đó. Là có khoảng trên 9.000 người về dự trong buổi tối và Chúa đã cho trên 400 người cầu nguyện tin nhận Chúa. Và chúng tôi cảm ơn Chúa rằng sau khi tổ chức lễ xong thì người quản lý về tài chính có cho chúng tôi biết được rằng tài chính không thiếu mà Chúa cho còn dư dật. Và đó là một cái bài học để cho chúng tôi biết rằng cái sự tiếp trợ của chúng ta đến từ Chúa. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa để chúng ta bước đi trong sự vâng phục Ngài. Và để rồi những công việc tiếp theo thì Chúa sẽ mở đường và ban phước cho chúng ta. Kính thưa quý hội đồng, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta các tôi con của Chúa được sống ở trong một cái thời điểm vô cùng phước hạnh đặc biệt này. Một cái thời điểm mà bao nhiêu tôi tớ của Chúa đã vun trồng cho Hội Thánh Chúa tại Việt Nam tới 100 năm với có một lần này. Mà Chúa đã đặt để chúng ta sống giữa trong cái thời điểm này, không phải là một cái sự tình cờ hay là một cái sự ngẫu nhiên. Không phải để rồi chúng ta nhìn lại trong quá khứ, chúng ta ôn nghèo kể khổ, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái sự mầu nhiệm, cái cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã giang ra, Ngài đã ôm áp đấy dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì những phép lạ, những công việc mà Đức Chúa Trời đã biến đổi biết bao nhiêu những con người vô tín trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Những con người chống đối Ngài giờ trở lại những người đi rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Dù vậy, chúng ta không thể nào tự mãn với gì mà chúng ta đã có. Nhìn rộng ra chúng ta biết rằng gần 90 triệu đồng bào Việt Nam của chúng ta sống trong vàng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mà trong đó theo số thống kê mà chúng ta biết rằng buổi sáng hôm nay thì tối tớ của Chúa cũng cho biết rằng hiện nay thì chúng ta chưa có con số chính xác là số người tín đồ đã trở lại tin nhận Chúa, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có dưới 2 triệu người trở lại tin nhận Chúa. Đó là một con số lớn, nhưng mà so với con số dân số của Việt Nam thì còn là một con số quá khiêm tốn. Như vậy thì Chúa đặt để chúng ta sống trong cái thời điểm này, chúng ta có cái trách nhiệm gì với Hội Thánh của Đức Chúa Trời và với đồng bào, với dân tộc Việt Nam của chúng ta? Xin Chúa cảm động lòng hết thảy quý tôi con của Chúa. Để rồi xin chính lời của Ngài, xin chính quyền năng Thánh Linh của Ngài ở trong đời sống của mỗi một chúng ta, Ngài sẽ thôi thúc và dẫn dắt mỗi chúng ta. Và Ngài biến đổi một cuộc đời của chúng ta trở nên nhân chứng cho Ngài, để rồi qua chúng ta, nhiều người sẽ trở lại tin nhận Chúa. Trước khi kết thúc trong phần chia sẻ lời của Chúa, chúng tôi muốn xin chia sẻ lại một tôi tớ của Chúa là một nữ giáo sĩ mà có thể ít người nghe tới. Đó là giáo sĩ Homer Dixon. Được tín hữu người miền Bắc trìu mến và đặt cho một cái danh hiệu là chị Hoa Hồng. Cô sinh trưởng trong một gia đình danh giá, được thừa kế một gia sản giá trị. Nhưng năm 1928, thì cô đã quyết tâm từ giã gia đình, rời bỏ quê hương với mọi thứ vinh quang của đời này. Và cô đã bước chân lên tàu vượt đại dương tới Việt Nam tại miền Bắc.
Và khi tới đó thì cô hiệp với là những người tín đồ đầu tiên ở tại Hà Nội để mà mở ra được rất nhiều điểm nhóm. Một hôm thì cô nhận được cái bức thư của các tín hữu người Hờ Mông từ vùng Sa Pa xa xôi viết rằng: "Chúng tôi như chiên không có người chăn, chẳng có ai thật lòng thương yêu chúng tôi." Và khi đọc cái bức thư đó, làm cho tấm lòng của người nữ giáo sĩ này như tan vỡ ra. Và cô quỳ gối cầu nguyện và khóc với Chúa thật nhiều. Với đôi chân yểu điều, thục nữ đã đưa cô đến với họ ở một nơi tận những nơi thâm sơn cùng cốc. Và khi cô tới đó rồi thì là một cái nguồn an ủi khích lệ cho họ rất là nhiều. Và khi tới đó rồi thì cô ôm tới những cái người Hờ Mông, những người rất đương sơ đó để mà khóc cầu nguyện cho họ. Nhưng rồi trong một chuyến đi xa, họ trông chờ mòn mỏi mà không thấy cô trở lại, với cái lời hẹn ước rằng cô đi và sẽ trở lại giúp đỡ họ. Nhưng rồi Homera Dixon kiệt sức và đã sớm về an nghỉ nước Chúa sau 15 năm tận hiến cuộc đời của mình cho cánh đồng truyền giáo tại miền Bắc Việt Nam. Phải chăng qua những dòng nước mắt của cô, cũng như biết bao nhiêu những người trên thế giới này, với những lời cầu thay thật lòng mà Đức Chúa Trời đã ra tay hành động, Ngài đã thương xót, Ngài đã không quên đến dân tộc Việt Nam nói chung và 40 triệu đồng bào ở tại miền Bắc nói riêng, và Chúa đã thăm viếng. Mặc dầu trước đây mấy năm, năm 2008, tôi có dịp được tới Cali lần đầu tiên, và sau cái cơ hội được đứng lên để làm chứng về công việc Chúa tại miền Bắc tại một lớp học, thì một tôi tớ của Chúa rất là ngạc nhiên là bắt tay tôi và hỏi rằng: "Ở miền Bắc vẫn còn hội thánh à?" Dường như chúng ta thấy một cái vùng đã bị quên lãng, nhưng mà Đức Chúa Trời không hề quên. Khoảng 20 năm trở lại đây thì Chúa đã thăm viếng, Chúa đã mở đường, Chúa đã thương xót. Và ngày hôm nay, Chúa đã cho, ở tại miền Bắc không tính các hệ phái tư gia, chỉ riêng những người thuộc vào Hội Thánh Phước Âm Liên Hiệp, thì cũng có trên dưới 200.000 tín đồ, cả miền ngược và miền xuôi. Đây là một cái phép lạ, một cái điều kỳ diệu mà Chúa đã ban cho Hội Thánh Chúa tại miền Bắc, cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung. Nguyện xin Chúa ban phước trên hết thảy quý tôi tớ của Chúa, để rồi kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, chúng ta nêu tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa với Đức Chúa Trời, với dân tộc của chúng ta, và để rồi gần 90 triệu đồng bào của chúng ta, nhiều người sẽ được nghe Tin Lành và được cứu. Amen. Xin cảm ơn hội đồng.